ngày 25 tháng 11, Tổng thống Pháp François Hollande đã quyết định hoãn vô thời hạn việc chuyển giao tàu chiến lớp Mistral cho Nga. Động thái trên diễn ra trong bối cảnh trong những tháng qua, các đồng minh phương Tây đã gây sức ép đòi Pháp hủy bỏ hợp đồng trên với trị giá 1,2 tỷ euro, tương đương 1,58 tỷ đô la Mỹ. Phát biểu tại cuộc họp báo diễn ra sau cuộc gặp với Phó Thủ tướng Bộ trưởng Quốc phòng Ba Lan tại thủ đô Warsawa, Bộ trưởng Quốc phòng Pháp Jean-Yves Le Drian cho biết, Tổng thống Pháp cho rằng tình hình tại miền đông Ukraine không cho phép thực hiện việc chuyển giao tàu chiến Le Mistral đầu tiên. Do đó, ông đã quyết định rằng điều thích hợp hiện nay là đình chỉ cho đến khi có thông báo tiếp theo, cũng như xem xét kiến nghị về sự cho phép cần thiết đối với việc xuất khẩu tàu chiến Le Mistral đầu tiên cho Liên bang Nga. Theo hợp đồng ký năm 2011, Pháp sẽ đóng hai tàu chở trực thăng hiện đại Le Mistral cho Nga với tổng trị giá 1,2 tỷ euro, tương đương 1,6 tỷ đô la Mỹ. Chiếc đầu tiên được chuyển giao cho Moscow chậm nhất trong tháng 11 này, chiếc còn lại được chuyển giao vào năm 2015. Tuy nhiên, đầu tháng 9 vừa qua, Pháp đặt điều kiện chỉ bàn giao tàu cho Nga khi có một thỏa thuận ngừng bắn lâu dài và một thỏa thuận chính trị ở Ukraine. Một số nguồn tin ngoại giao cảnh báo Pháp có thể sẽ mất 1 tỷ euro do vi phạm hợp đồng ký với Nga.